Chị Hồng Loan đang ngồi tâm sự với mấy anh em ở đây nè, cô chú anh chị. Đây, đâu rồi, anh chồng đi đâu rồi? Anh chồng đâu rồi? Ủa, anh. Đây, đây, anh Hải, anh đang ngồi đây. Được có tên là, danh là Hải Thầm đó, cô chú anh chị. Thầm Thầm im lặng hoài luôn đó. Hải Thầm, có gì cho chị? Ngon lành chưa? Đây, anh Hải đây. Đó, nhìn ít xe men ghê không? Có đặt ba ký mấy ngày mà không nói chắc. Chị ơi, nhắn tin qua fanpage nha, đừng có nhắn tin qua phở bò nha. Rồi cuối cùng là fanpage ha, phở bò chị. Phở bò của shop Buôn Buôn hoặc là phở bò của shop Hồng Loan. Còn mà cái phở bò đó là mình cái gì? Đừng có nhắn bên cái trang cá nhân. Nhắn bên cái kia kìa. Phở bò ha, bún bò. Hủ tiếu Nam Giang. Hủ tiếu Nam Giang hả? Bún ghiêu đi, bún ghiêu đi. Còn nó bún bò chứ bún bò là không có được đâu ạ. Hủ tiếu Nam Giang. Ủa sao mỏi tay? Mỏi xuống đi. Mỏi tay. Ờ rồi mấy xin lớn hút hết rồi. Cỡ nhỏ nhỏ này có ngư coi à. Chết tôi luôn rồi. Đúng rồi, mà sao khen khen là bán bia. Thấy vậy chứ chồng nó chưa nổi lên đó. Mấy ngàn ngự trong á. Dạ anh chị ơi, nhắn tin qua phở bò giùm em nha. Đừng có nhắn vô trang cá nhân, nhắn bên phở bò bên kia á. Trang ấy với trang bán hàng á đó. Đại bên cá nhân bây giờ nó lọt qua nhiều lớp quá, không có thấy được tin nhắn của ai hết trơn luôn. Phải vô chồng lấy ra. Đây có con cây rồi, đứng che chị. Đúng rồi, đây đó là mắc ngựa rồi đó, em khỏi che cũng dặn má. Lấy tiền thì chỉ có nhiêu đó thôi đó. Sao hai anh chị không ra chung cái MV đi? Cái đó là MV nè. Đó. Là MV. Ra luôn đó. Bộ phim Yêu Lần Nữa chừng nào chiếu rồi có dạ, chị đóng. Cảm ơn Hùng Đăng. Hả? Yêu Lần Nữa chừng nào chiếu vậy? Yêu Lần Nữa là gì? Bộ phim á. Bộ phim của bên đài Trịnh Long lâu mà, qua Tết hay gì á. Đó phim bộ rồi. Ừ. Có chị đóng không? Không em. À, bữa là bị tại vì yêu cậu chủ cho nên là chị ve liền. Ve liền. Ve liền ha. Ve liền đâu yêu ai được. Chứ ngồi kế bên kìa sao dám nói yêu ai được. Không phải anh kế bên anh căng quá. Căng quá. Căng quá. Căng cái điều đông đi nó căng dây não luôn. Giờ mình có mua vé xem kịch của bên chị Bích Trâm với Ninh Tý. Anh Ninh Tý thì qua bên trang của anh chị mua vé ủng hộ nha cô chú anh chị ơi, từ mùng 1 đến mùng 9 nha. Phim sáng đèn của em là mùng một Tết. Nó phim rạp luôn hả? Ừ. Hay ta phim điện ảnh mùng một Tết. Coi nha mọi người. Anh Hai Vũ Lượng thì có xuất hát mùng 7. Đúng rồi, Tết nói chung là anh chị em là lo bào dữ lắm. Kinh điển của chú Năm ngày xưa, công chúa Đồ Lư. Dạ. Trong một trong những vở tuồng nổi tiếng của chú. Dạ mình IP mình nhắn tin bên phở bò giùm con nha, mua hàng mình nhắn tin bên phở bò giùm con nha, trang bán hàng của shop Bun Bun hoặc là trang bán hàng của shop Hồng Loan nha cô chú anh chị ơi. Rồi anh bán gì nói đi trời. em thấy anh bán lặng. Bên kia là đắt dữ lắm đúng không? Không biết. Bán giày da. Anh mời ghế nha, đừng đắt đâu mà đắt. Ê nhẹ. Bây giờ mình giới thiệu sản phẩm bên shop mới mà anh Hải với em sơ sơ bên đó đi. Em thấy bên kia là gì kìa. Kìa anh đang đeo túi cá sấu kìa. Chưa có đồ nhiều nên chuẩn bị đồ nhiều mới like. Dạ. Ở bên sắp tới là mình kinh doanh gì nữa. Vĩ Nam bao nhiêu, Vĩ Nam nhiều loại lắm chị yêu ơi. Chị nịch với Vĩ Nam. Dạ. Cái này là ba lô nè. Cái đó khoảng bao nhiêu? Có ba nhiêu. Chỉ có ba cũ thôi. Cái này nè. Là cái xấu hả? Ôi ôi. Giờ anh chắc có bán luôn lắm. Không? Hả? Giờ có bán luôn cái đó không? Có. Nói chung là bây giờ vẫn shop vẫn còn 2-3 mẫu không, nhưng mà ý là giờ có bán cái này không? Không. Cái này bán là sao sách về. Không biết không bán là không hỏi đó. Là sách mình đi Long đi về. Bán cái phía bên này. Đó quan trọng đó. Ưng rồi. Còn cái này ông lựa đẹp nhất ông mới bên đeo á. Cái này ưng rồi không có bán. Trời ơi, đẹp nhất.
Nói chung là vẫn còn dạ, đủ đẹp rồi, thấp nhất là 150 mà cao nhất chỉ có 250 ngàn. Dạ, 2 năm là 250 cộng ngang. Anh Tâm sao bị biết, biết sao ưng với tôi đó không? Nó hợp với tôi dài luôn. Thì một với ra phía sáng đèn nha. Quá đẹp. Và song song đó là có kịch của chị Bích Trâm với anh Minh Tý luôn. Bao nhiêu cái túi này mua được? Coi tại rạp luôn nha. 20 cái. Của Mỹ. Anh Quốc Thảo. Cái đó có 150 sao cho sánh được. 20 cái. Chính nha cô chú anh chị nha. Có 3 triệu khoảng 2 cái. Đúng rồi, 20 cái. Xem kịch mùa Tết này nghe. Trời ơi mừng rơi lên được 4 người xem thôi. Xem em nói chị đó. Ở đây anh em đây là mấy trăm ngàn rồi đó. Vậy hả? Trời con mừng vui. Mình qua bên kinh. Ờ. Đăng ký giùm con. Hết trơn vòng vòng coi chừng coi chừng phải ứng hộp đó. Coi chừng phải ứng hộp đó. Khó lắm. Mình qua bên này chút xíu đi, nửa tiếng mình qua lại bên kia. Chị giờ là 6 người thôi. Cô chú xem đây đó. Qua bên đó nửa tiếng mình đi chết hết rồi. Bấm theo dõi cái kênh giùm con nha cô chú anh chị nha. Bấm theo dõi kênh YouTube của con nha cô chú anh chị. Kênh này là kênh chính chủ nghe, đang live trực tiếp, yên tâm. Ở đây toàn là kênh chính chủ không đó. Không, đó ngoài luồng rồi. Sao đang nói chị, đó biết sổ. Chị ơi, kỳ quá. Cái vụ khoai lang là mình tính sao? Hả? Vụ khoai lang đó mình tính sao? À, khoai lang bây giờ nói chung là ở trong đó là mỗi bịch là 3 kg. Đúng rồi. Đâu lấy ra đi mình chia cho nhau đi nha. Quên. Đúng rồi. Mình tính hả? Không thì để sẵn 3 kg rồi, mình lấy ra là 3 kg. Để phương cho. À giờ lấy phát luôn hả? Đúng rồi, bây giờ phát có dương. Còn lại bao nhiêu thì mình phát cho cô chú ở trong bao nhiêu. Dạ. Quên. Chương trình phát khoai lang đâu. Bây giờ là chương trình phát. Rồi phát quà. Này mình phát cũ rồi bác phát khoai. Phát cũ không em? Phát cũ là phát mà tới mai là chưa hết đó em. Trăm mấy chục ký. Đây có ai của em hả? Của em trước đó buông xuống đi em phải buông xuống. Rồi giới thiệu kênh đi chị, giới thiệu kênh mình đi nè. Giới thiệu kênh. Em cảm ơn. Qua kênh Bỏ Hồng Loan Official hết nha cái chú chị nha. Rất là đáng yêu. Mọi người cho em gửi lời cảm ơn đến chị Hồng Loan cái. Chị cho em gửi lời cảm ơn chị Hồng Loan với anh Hải nha. Cảm ơn chị hai, chị ba nè, rồi anh hai nè, rồi cô chú anh chị bên nước ngoài với trong nước rồi. Mua ủng hộ để gửi quà khoai lang cho các anh các chị với lại Trinh Hoa Viên. Dạ vậy là gửi cảm ơn tất cả mọi người. Đây mỗi người một bịch nha, bịch 3 kg để đây nha. Rồi cảm ơn. Người để cho cái giò đi không lo. Tôi nào có hai tay hết trơn vậy trời, tôi có tay sao lại. Chết rồi. Rồi ngay chân luôn rồi, cảm ơn chị. Để nghe rồi đứng đi. Điểm danh. Mình phải điểm danh tên lên. Ai cũng nhận hai nha. Cảm ơn chị nha. Người quá trời dục điện thoại. Cảm ơn em. Rồi. Cảm ơn chị ba. Có ai dục điện thoại không? Ai dục điện thoại thì vỗ tay em mà. Cảm ơn anh. Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có xem kênh Bùi Hải thì thương Bùi Hải, cho Bùi Hải xin được like, được đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.